Bạn đích thực thông suốt thấy rõ, bạn mới vui lòng giữ giới. Giữ giới nó không dễ dạy, rất khó làm được. Nguyên nhân gì vậy? Không hiểu đạo lý và chân tướng sự thật của nhân quả. Nếu đích thật hiểu được thì bạn có lòng sợ hãi. Bạn biết tạo tác ác nghiệp quả báo rất đáng sợ, rất khủng bố. Bạn không thể không tiếp thọ giới luật. Khi giữ giới chính rồi thì bạn sanh lòng hoan hỷ, tâm địa mát mẻ tự tại. Hiệu quả rõ rệt nhất là không gặp ác mộng. Công phu giữ giới khi không đắc lực thì hay gặp ác mộng lắm. Chính chúng ta dùng nó để kiểm điểm công phu của mình. Ta tu hành rốt cuộc có công phu hay không? Còn gặp ác mộng là không có công phu, cũng tức là thuyết minh công phu không đắc lực. Một năm thỉnh thoảng gặp ác mộng 2-3 lần thì có thể kể cũng khá rồi. Trong một năm không hề gặp ác mộng nào hết là công phu của bạn hoàn toàn đắc lực rồi. Từ chỗ này trắc nghiệm chính mình. Biết mình rốt cuộc có tiến bộ không? Rốt cuộc đi đến giai đoạn nào? Đó là đắc lực sơ bộ, nỗ lực gia công dũng hành, hy vọng đắc tam muội. Tam muội là chánh thọ. Sáu căn chúng ta tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài, khổ là ưu hỷ xả không có. Tất cả thuận cảnh hay nghịch cảnh, thiện duyên hay ác duyên, đều có thể ở trong đó hoàn toàn hiển hiện ra tâm thanh tịnh bình đẳng của mình. Bạn đắc tam muội cũng tức là người bình thường, chúng ta nói là bạn đắc định. Bạn ở trong cảnh giới còn có hỷ nộ ai lạc, còn có ưu hỷ khổ lạc là bạn chưa có định. Đều là công phu trắc nghiệm chính mình. Công phu phải làm trong bình thường, làm hàng ngày, làm niệm niệm không gián đoạn. Tuyệt đối không tùy thuận tập khí phiền não của mình. Ta nhìn thấy điều này không quen, thấy không quen thì học nhìn cho quen. Tại sao nhìn không quen? Tập khí phiền não đang quấy phá. Ta đừng tùy thuận tập khí phiền não của mình. Tất cả ta tùy thuận tự nhiên. Khi nào tự nhiên, di nhiên thì bạn được đại tự tại. Bất luận thấy cảnh giới nào, bạn đều có thể sanh lòng hoan hỷ. Thuận cảnh thiện duyên như thế, nghịch cảnh ác duyên cũng như thế. Ấy là bạn thật có công phu.
Love.